Xin chào tất cả các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần mềm Zoom, phần mềm dạy học trực tuyến trên một cái laptop. Tuy nhiên chúng ta có thể cài trên máy cây cũng được, không sao cả. Nhưng máy cây là tôi phải đảm bảo được là chúng ta phải có webcam. Nên do vậy là chúng ta cài trên một cái laptop thì sẽ hợp lý hơn, vì trên đấy nó tích hợp luôn cái camera rồi, chúng ta cài để sử dụng sẽ là hiệu quả hoàn thiện nhất. Thế về để cài được cái phần mềm này, chúng ta sẽ vào cái trình duyệt, chúng ta tải cái phần mềm Zoom về. Chúng ta gõ vào đây là Zoom. Zoom ta chọn vào Zoom download này. Đấy, vào cái phần download center ta tải nó về. Đấy. Ví dụ đây là cái phần trang tải về để tích vào phần download này. Đó, chúng ta sẽ lưu nó vào đâu? Lưu nó vào E đi. Rồi, như vậy là chúng ta đã tải xong rồi đi cái phần mềm Zoom rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào cài đặt. Thì cái đặt thì chúng ta, một là chúng ta mở nó ra, hai là ta tích luôn vào cái phần mềm chúng ta vừa tải về đấy. Ta tích luôn vào đây. Đó, nó chạy lên một cái hộp thoại, đó là nó chạy cài đặt. Thì ta bấm vào phần run này. Đây, quá trình cài đặt bắt đầu. Cài đặt cái này thì cũng nhanh thôi, hầu như là nó chạy tự động cho chúng ta. Chúng ta chỉ một chút xíu là chúng ta xong thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đã cài xong phần mềm Zoom Clue Meeting. Thế vậy bây giờ để sử dụng được cái phần mềm này thì chúng ta phải đăng nhập. Đăng nhập thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần sign in. Thì trong phần này nếu các bạn đã có email và mật khẩu, chúng ta sẽ điền email ở đây và mật khẩu ở đây. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ đăng nhập. Còn nếu không thì chúng ta sẽ có 3 phương pháp. Đấy, thì thường thường là tôi sẽ hay vào cái phần Google này, Google đối với cái Gmail, hoặc là chúng ta vào cái địa chỉ Facebook. Đây là trên này nó sẽ như một cái khóa, mã khóa. Thì chúng ta sẽ vào hai cái lựa chọn bên dưới này nhé. Đó là cái phần Google, tôi thấy là dễ nhất, đó là cái Gmail của chúng ta. Hầu như ai cũng có Gmail rồi, nên chúng ta sẽ vào luôn cái phần này là tiện. Đấy, sau đây tôi sẽ đăng nhập vào Google này. Sẽ hiện lên một cái trang đăng nhập với tài khoản Google của chúng ta. Đấy, thì đây là tài khoản của tôi đã có sẵn. Đấy, thì tôi sẽ đăng nhập với tài khoản Nguyễn Văn Thắng đây. Trong cái phần này là máy của các bạn là phải đăng nhập Gmail rồi nhé, Gmail rồi nó mới hiện lên là cái đấy, không thì chúng ta phải thêm cái Gmail vào để chúng ta đặt. Bây giờ ta tích vào mở vào URL Room Launcher này. Đó, vậy là chúng ta đã đăng nhập xong, rất đơn giản rồi đúng không các bạn? Đấy, như vậy là chúng ta đã xong rồi. Thế vậy bây giờ trong cái giao diện như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng ra sao? Đây là cái phần giao diện chính của nó đây, trang chủ này. Thì nó sẽ có phần là New Meeting và phần Zone. Và đây vấn đề đặt lịch này, và chia sẻ ra màn hình này. Đấy. Thì chúng ta sẽ lưu tâm như thế này, đối với các thầy cô giáo mà dạy trực tuyến này thì chúng ta sẽ quan tâm đến phần là New Meeting. Cái này là nó tổ chức một cuộc họp mới. Chúng ta sẽ chuyển ra một cuộc học đi. Chúng ta sẽ tích vào cái mục này, mục Zone. Đây là đối với học sinh, các học viên. Khi được các thầy cô cung cấp cho cái địa chỉ ID với mật khẩu thì chúng ta sẽ cũng cài phần mềm này. Và ta mở lên, đăng ký, đăng nhập xong, mở lên và tích vào phần Zone. Sau đó nhập cái ID và mật khẩu cô giáo cung cấp thì chúng ta sẽ vào cái phòng học đó. Tuy nhiên là khi vào phòng học thì cô giáo phải chấp nhận
để chúng ta vào phòng học đó, mật khẩu của chúng ta cung cấp. Đấy, thì vậy hướng dẫn thêm một chút nữa. Trong cái phần meeting này thì cái phần xanh xanh bên này chính là cái địa chỉ ID của mỗi một người, nó nên hiểu là cái địa chỉ của tên của chúng ta. Thì ID của tôi là như này. Đấy. Thế vậy nếu chúng ta bấm vào là hoạt động thì chúng ta sẽ vào start này, chúng ta bắt đầu tiến hành là dạy học trực tuyến. Đấy. Còn phần edit đây là phần chỉnh sửa. Chỉnh sửa là gì? Chúng ta chỉnh sửa cái mật khẩu. Tuy nhiên ta đặt mật khẩu sao nó dễ nhớ. Còn trong này nó mật khẩu ngẫu nhiên, tuy nhiên nó sẽ khi gửi đi thì nó sẽ khó, chúng ta đặt mật khẩu dễ thôi cho các bạn vào nó tiện. Đặt tích mục edit này. Đấy, đặt của tôi đặt từ đấy như này. Một tí tôi có thể sửa lại thế nào đó thì tùy. Chúng ta sẽ đặt mật khẩu vào đây. Mật khẩu nào thì chúng ta sẽ đặt. Sau đó chúng ta sẽ lưu vào đây, server vào đây. Và chúng ta sẽ được cái mật khẩu và cái địa chỉ của chúng ta. Và chúng ta sẽ vào đó và chúng ta học trực tuyến. Đấy, như vậy. Đây còn ví dụ dưới này video chúng ta đặt có mở hay là tắt. Đấy. Rồi là âm thanh. Chúng ta sẽ đây phần chỉnh sửa. Đấy, như vậy là chúng ta đã được cái phần là chỉnh sửa rồi. Giờ trở lại với phần trang chủ. Chúng ta tích vào phần như mét này thì chúng ta sẽ tổ chức cái cuộc họp và các bạn sẽ dồn vào đó. Và đó là chúng ta học và theo dõi chính bản thân các thầy cô giáo hướng dẫn các bạn. Đấy là nó như vậy. Đây là tắt đi. Còn mục về mục zone thì chúng ta khi muốn vào học thì chúng ta sẽ nhập ID vào đây, xong bấm zone, xong tiếp tục nhập mật khẩu. Như vậy chúng ta đã học trực tuyến được rồi. Thế như vậy là về cơ bản là chúng tôi hướng dẫn các bạn nó là như vậy thôi. Cách cài đặt này, đăng nhập và hướng dẫn sử dụng một số cái tính năng cơ bản. Hy vọng rằng là các bạn sẽ sử dụng cài và sử dụng tốt được cái phần mềm Zoom học trực tuyến để mang lại hiệu quả cho chúng ta. Xin cảm ơn và chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn.